rừng không còn nhiều nữa đâu. Nhìn cây cối bên ngoài xum xuê như vậy, nhưng bên trong đã bị người ta chặt sạch rồi. Và bên ngoài còn đang bị chóc gốc nữa. Khi người ta làm cho cây cối nó sạch sẽ thì đó là kế hoạch để biến đất rừng thành đất thổ cư. Tèn tén tèn, tèn tèn. Thế nên biến chủng Covid sẽ ngày một mạnh hơn và không bao giờ dừng lại trước những tội ác của con người đã gây ra. Lên đường về thôi các anh em. Thứ tôi có mà con người sẽ không bao giờ có chính là sức khỏe. Bởi vì con người không sống như tiêu được. Họ quá tham lam và độc ác, nên họ không thể miễn nhiễm được với dịch bệnh Covid-19 như tiên cá. Cơ hội cho những ai muốn quay đầu là hãy ủng hộ Tiun, ủng hộ những việc Tiun làm cho thiên nhiên và động vật, là cách quý vị sẽ có được tương lai tốt đẹp, đúng không? Chi chi honey honey. Tại sao rái cá hoang dã trong tự nhiên có thể đi theo tôi thưa các bạn? Bởi vì tôi không phải là con người.